Ôi trời ơi. Việt điện thoại hiện đại cho phết. Alo, ông Mui à? Già ngay trong hàng cho bác. Ra luôn nhá, bác đi có việc, mày cứ hỏi lằng nhằng, ra luôn nhá, ngay lập tức đấy. À. Ôi giời ơi, trời nay nó lại sập sùi thế nhỉ? Anh Dần, anh Dần, anh đi đâu đấy? Cậu Trinh nhá, tôi đang tính đi ra cái vườn cam xem nó như thế nào cái. Vừa hay em cũng định ra vườn cam, mình đi cùng nhau anh nhá. Thôi, đừng sợ ấy, bỏ tay ra. Thôi, cô đi trước. Bà Tình à, tôi bà nhìn thấy thì cô rách việc lắm, mặc dù là tôi không có vấn đề gì, tôi với cô là trong sáng như tờ giấy trắng, đúng không? Thôi, cô đi trước. Đây, nào đó, sợ mũi là cái gì mà ghen. Ủa, cùng với em, không sao đâu. Cô cứ đi trước đi. Ủa, anh ơi. Hả? Khiếp, tóc anh có tóc bạc rồi đây này, để anh nhổ cho. Ui, bạc tóc thì kệ nó, già rồi. Bạc râu, bạc tóc là cái bình thường này. Và đôi khi những cái chỗ hiểm hóc, nó còn bạc hơn. Ấy chết, anh đừng có nói như thế. Thôi. Đừng có mặc bạc cái gì hết, thôi, nhá. Nó mới hấp dẫn. Cô đi trước đi, không bà Tình cho tôi, bà nhìn thấy rách việc lắm. Đã bảo không sao, đi cùng em mà đi. Không, cô đi trước đi. Đi. Thấy mình là sán vào. Ô thế mình về già có duyên cho phết. Cái này trưa nay sao mà đưa cho cô Tình kiểu gì chả được nghe cải lương miễn phí. Cô Trinh, cô trông vườn cam thế nào? Ôi giời ơi, vườn cam này ít tháng nữa này trái ra cứ gọi là sai chĩu luôn. Nhưng mà anh Thần ơi, em tưởng đây là vườn cam của nhà anh Sửu chứ nhở? Cái ông Sửu nào cũng khổ lắm. Ông thấy tôi làm ăn được, ông hùn vốn với tôi. Cho nên bây giờ là hai người chung nhau đấy. Thế mà không cho em chung với. Vậy bây giờ anh định làm gì đây? Tôi phải ra vườn. Tôi cắt tỉa những cái lá nó vàng này này. Hoặc là những cái cành nó yếu, những cái lá nó già, nó chuẩn bị về, nó ngả ra cái màu vàng này và cắt tỉa nó đi. Như cái lá này hả anh? Đây này, tất cả những cỏ dưới gốc này phải xới lại, gom lại hết cho cây nó thông thoáng. Ôi trời ơi, thế cũng nhiều công đoạn, vất vả quá anh nhở? Vất vả quá anh, đã ra cái vườn cam mà rất nhiều việc mình cần phải làm cô ạ. Nhưng mà sao những cái lá này nó già yếu, không để nó tự dụng đi chứ cứ phải cắt tỉa, mất sức thế anh. Phải cắt tỉa đi chứ lại. Cô biết không, mình cắt tỉa những cái lá vàng, những cái lá già, những cái cành nó yếu, mình cắt tỉa nó đi thì nó có độ thông thoáng, ánh sáng nó mới chiếu vào thì những cái lá khác nó mới hấp thụ được đầy đủ các chất dinh dưỡng. Em hiểu rồi. Thế thì bây giờ em đang rảnh lắm, để em giúp anh nhá. Cô giúp tôi nhá. Vâng, tại vì nhá, em mới kiếm được con bé nhân viên. Ôi trời ơi, bận với ai thì bận, chứ với anh lúc nào em cũng rảnh. Từ khi có đứa nhân viên á, em cứ đi đâu là nơi nhà nó gọi điện, nó chốt đơn cho em. Bán hàng online bây giờ lại có cả nhân viên. Em là bà chủ mà. Thế à? Thế để em cắt tỉa nhá, cắt tỉa cho anh nhá. Tôi nhờ cô cái. Nhờ việc gì? Cô nhá. Em hiểu. Vâng. Chào em cô gái lam hồng. Ta da đi đi. Cô Tình ơi. Đêm trăng đêm răng. Cô Tình. Ôi trời, cái gì đấy? Chết rồi cô. Ơi. Làm sao? Toàn nhà cô sắp toang rồi. Nhà cô sắp có việc rồi. Có việc gì? Quá, cái này không biết nói thế nào với cô để cô hiểu đây. Thôi khó nói lắm. Ôi trời, cái thằng này. Thế có nói không? Nhưng mà trước khi nói nha, cháu hỏi thật nhá. Cô với cả bác Dần là vẫn hạnh phúc chứ? Ok, tôi tự nhiên lại hỏi thế. Thế không hạnh phúc thì làm sao? Thế mấy ngày gần đây cô có làm cái gì có lỗi với bác Dần không? Không. Thế có chăm sóc bác đấy không? Quá chăm sóc đi chứ.
Ui thế thôi chết rồi. Thế thì bác Trần này hỏng rồi. Hỏng à? Kẻ không chơi già đủ đốn rồi. Chết chết chết. Này. Đậu. Dạ? Mày cứ úp úp mở mở nó như thế nào. Quá. Nói hẳn ra. Nhưng mà cháu nói về nhà đừng có nói với bác Trần, là cháu nói cho cô biết. À. Bác Trần đang hú hí với kẻ chị Trình ngoài vườn cam ấy. Cái thằng này. Mày cứ nói lên tai anh Tinh cho cái gáo vào đầu bây giờ. Cháu nói có sách mách có chứng, cô không tin. Đây cháu còn chụp ảnh lại đây. Cô thấy chưa? Ôi trời ơi, cái gì thế này? Này. Cái gì mà lại như là ôi giời. Ôi giời. Ôi, bình... Ông Dân ơi, trời ơi, cô... thế này là quá lắm rồi nhá. Không được. Bình tĩnh. Làm sao phải bình tĩnh? Cô làm ầm lên, bác Trần bác đấy biết là cháu nói gì. Gì đây, gì đây, gì đây? À đây rồi, đây rồi. À, cháu có việc, cháu về trước đây. Ông ầm đi. Ông về đây. Cái gì đây? Ông cái gì? Ông đưa cô Trinh ra vườn cam để làm cái gì? Hả? Ông quá lắm rồi nhá. Bây giờ ông không còn coi tôi ra là vợ ông đúng không? Có cái chuyện gì cứ nói xem nào, khổ quá. Ông đưa cô Trinh ra vườn cam hú hí. Đúng rồi. Đưa cô Trinh vào vườn cam ấy. Tôi nhá, tôi nhìn thấy rõ ràng nhá. Đây này, ông như thế này này. Đây là cô Trinh cô ấy. Cô sờ cái gì trên đầu ông nữa, xong là môi cô như này lên như là chuẩn bị đón chào một nụ hôn. Khổ quá. Này bà ấy, tôi cũng phải nói thật với bà này. Cái cô Trinh cô thật, cô rất vô duyên. Tôi tóc bạc thì kệ tôi. Cô này nhìn nó phát hiện ra cái tóc bạc cô, cứ kéo tay vào cô ấy, giật tóc bạc cho cô có việc gì đâu. À thế mai sau ông có nhiều cái thứ bạc rồi cô giật lên cô kéo vào ông chịu à? Hả? Có những cái bạc chỉ để bà giật thôi. Đừng có vụng treo kéo trống. Này, nói thật với bà nha. Nghe cái mai cái tâm nhà mình ấy, ừ. Nó bảo là cái cô Trinh là chuyên bán quần áo, mà toàn quần áo đẹp thôi. Thì làm sao? Thế làm sao? Thì hết căng chưa? Hết căng kia chỉ mới nói chuyện tiếp. Hết căng chưa? Cái gì? À, xem đi. Xem đi. Ông ở lắm trò lắm chuyện xem lắm đấy. Đi. Đấy. Mốt thời thượng chưa? Rồi. Cái này ta, mình mua tôi mặc á? Tôi mua tôi tặng bà đấy. Ôi giời ơi. Mặc này có hợp không? Quá hợp luôn. Bà mặc cái này vào eo con kiến. Thế à? Được. Cái này là do ông chọn cho tôi đúng không? Ừ. Thôi được rồi. Cái này thì tôi vào tôi thử xem như thế nào nhá. Ê, ê. Tươi chưa? Hơi tươi. Được rồi, cho đi đừng có nghe cái thằng dậu nhá. Thì nó cho xem mình thì chẳng nghe. Cái thằng bố láo lắm. Được rồi. Nhưng mà sao cơm nước nào đấy?